Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ ghé thăm trạm của chị Thư. Đó, đây cả nhà thấy không các bé nè. Ở đây thì bắt đầu trời mưa rồi cả nhà, Sài Gòn bắt đầu trời mưa rồi. Mới vừa mưa xong luôn. Nè chị Thư nè cả nhà. Đây để em gắn mic cho chị Thư kìa, chị Thư nói chuyện cho nghe cho rõ. Bệnh hả? Hết rồi, mấy bữa bệnh hơi nay hết rồi. Ủa là bữa giờ dịch bệnh vậy rồi có đi làm được không hay là thất nghiệp luôn? Hôm mới nghỉ hôm nay luôn. Mới nghỉ cho tới khi nào mắt có thông báo. Dính nè, mắt dính nè. Mệt. Mệt luôn hả? À, nghỉ luôn hả? Đó, có nhà thấy không? Nằm ở trong ngủ má vậy nằm hả? Trên con nằm dưới. Vậy luôn hả? Ăn cái giống chị văn chị nằm hả? Chị nằm trên nó nằm dưới tối cũng ngủ vậy mà. Đó, cả nhà thấy không? Tối là chị nằm đây nè, là tụi nó ngủ dưới là cái giọng này của chị nè. Trời dữ thằng ha. Đó là chị, chỗ này của chị. Rồi này, lại nè, lại nè, nó lại nè. Kìa, con gái lớn kìa, gái lớn nè, con ghẻ hôm bữa đó, nay ra lông rồi đó. Trời ơi, này đúng, đây nè, này đúng không? Con này nè, con gái lớn này nè, nay ra lông rồi đó, hồi trước không có cộng lông luôn á, con ghẻ đó. À, đây 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 cả nhà, đó gái lớn. Trời ơi. Ngáo. Nhá nó khùng á, mới tắm nó xong á. Vậy hả? Cái gì mà bu tui dữ vậy hả? Nghe mùi á. Cái gì mà bu tui dữ vậy hả? Đây nè. Trời ơi, nó trời ơi, thấy ghét không? Nay xuống mang quà cho tụi con nha. Trời, ba liệt, ba lợt, ba lết kìa, ba lết kìa. Trời ơi, thương quá. Ôi. Mới nấu cơm xong. Đang vừa ấy xong cái này là mưa cũng đỡ hả chị ha? Làm xong cái này nó không bị ngập nè. Trợn ơi trợn, con kỳ quá trợn. Ghét không cả nhà? Chạy sợ, sợ mày Thư lắm. Bà la một cái sợ. Đó. Nói chung tụi nhỏ ở đây cả nhà, mình la mình không có, mình đừng có đánh tụi nó, mình la la với nó quen à. Thư thôi nè, nó đi đi Thư. Trời ơi tè luôn rồi, thương quá cả nhà. Sao chị? Nó tắm nó xong nó mát quá, nằm phê ngủ rồi. Trời ơi, nằm ngủ hả? Bé nhỏ, dậy mày. Bé nhỏ dậy. Ngủ quá. Nó nằm ngủ mà tưởng cái gì không à coi nè. Ủa, con bé này mới hả chị? Thằng muối hả? Này bé nhỏ đó. Trời ơi, vậy hả? À, rồi, nhớ rồi. Không nhớ tên hết mà sao phải nhớ tên hay dữ thằng ấy trời. Trời, con mình phải nhớ chứ. Đó cả nhà. Thương rồi đó. Trời ơi nằm ngủ vậy á. Đó giọng cục phô mai đó là đó, vẫn ăn. Nó ngủ vậy đó. Ngủ mà đưa cục phô mai vô là đớp liền à. Trời ơi. Cầm biến dữ thần thiên địa luôn. Đi lên liền cho tôi. Đứng dậy. Đi lên để chị cho một lát ra đi, thương một lát lắm. Để chị cho một lát. Không. Lát nó mê người lắm. Bé nhỏ đứng dậy đi lên. Bé nhỏ đi lên cho má. Đi lên đi con. Ở đây có cái giường mini gì sao nằm đủ. Nó cắn hết rồi, mấy cái luôn, thấy nó cắn không? Nhưng mà sao tụi này nó hay cặp hay chị Hà này, nó ngứa răng hay sao ha, nó cặp. Nó phá đó, đứng dậy đi lên. Bé nhỏ đi lên. Đi lên liền cho tôi. Đè lên. Làm biến. Nó ăn xong là mập thay làm biến. Trời ơi cưng cả nhà. Đó con thấy bé này ngủ, ở đây là không gian bếp luôn nè. Thì đi vô mới có dịp quay cho cả nhà. Nó ngủ xem. Mà nó không thèm nhìn ai hết trơn, nó cứ đã tới lúc mà nó ngủ rồi là nó không có quan trọng ai hết trơn. Ở trời thì này là bên thúi nè, chuẩn bị mưa cả nhà. Đi vô. Ở Sài Gòn là bắt đầu là những cái cơn mưa rồi. Chút rồi về xong vô. Chị Thư đóng cái cửa lại. Chứ gì thương em lắc nha. Lắc hả chị? Mới hả? Lắc bữa để chị mở cửa cho nó ra. Nó ra là nó phải hả? Mấy đứa này phải dạt hết. Sao vậy? Nó cắn mấy đứa này. Nó mê người mà nó ghét cái đồng loại của nó lắm. Trời. Mấy con nào bự như nó là nó quất chắc hết. Chắc nó cành anh cái gì? Dắt ơi, dắt à, ra chú Di kìa, dắt ơi. Chắc nó cành anh cái gì? Ra mừng chú Di đi. Đó. Trời ơi, con kìa. Trời ơi, chạy hơi luôn. Vậy đó hả? Trời. Thấy ghét quá cả nhà. Nó bự á. Để chị đảo nồi cơm cái mới nấu rồi. Cơm. Rồi. Đó cả nhà.
bé thì nó thân thiện với con người nhưng mà nó hay cạnh anh cả nhà, kiểu như thương âu yếm đứa này mà không âu yếm đứa kia, cái nó cũng khó chịu trong người á. Tụi nhỏ là vậy hết, nên là thương là mình phải thương điều đó. Này cả nhà có mấy bé này, có mấy cái giường bé tí tẹo rồi nó nằm lên. Ở trong kia có hai ông kia cũng nằm trên cái đồ kia luôn. Nhà thấy không, tụi nhỏ nó dễ thương. Thì hôm nay là mục đích chính xuống là để trao cái món quà mà bữa giờ cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho em á, thì để em gửi qua cho chị Thư. Đang ấy cơm, xuống em. Ăn cái cơm mà chị làm đi. Nè xuống coi nè. À. Đó, thì gửi cho chị Thư để mà chị Thư có thêm kinh phí mà lo cho mấy bé ở mùa dịch này. Thì hiện tại là mùa dịch này là nhiều anh chị đều bị thất nghiệp hết trơn cả nhà, ai cũng thất nghiệp hết. Tại vì nhà nước mình đang giãn cách xã hội. Nên là có những chỗ mà hôm qua nay cô chú có gọi điện cho tụi em để đi cứu mấy bé. Thì giống như là ở Gò Vấp này kia là tụi em không có đi được, tại đó là giờ nó giống như là bất khả xâm phạm luôn rồi. Bên Gò Vấp là không cho vào cũng không cho ra luôn. Nói chung là cách ly 14 hay 21 ngày gì bên đó đó. 15 ngày. 21. Hả chị? 21 ngày. 21 ngày. Đó, Gò Vấp cả nhà, nó cách ly vậy đó, bất khả xâm phạm luôn. Nên là cũng có mấy bé đó đi cứu cũng rất là khó, không có đường vào. Cả nhà thấy mấy bé không? Nè con nó nằm trong nhà lớp lớp rồi. Đó. Đó. Trời ơi. Đó, nó nằm trong lớp vậy đó. Thương quá ha. Đó, nằm vậy ngủ đó ha. Ngủ sung sướng. Có mấy bé này nó nằm đây nó ngủ nó cưng quá chị. Mấy đứa này nó không có thích lên đây nó ngợp. Ở dưới đây nó thoáng hơn. Thành ra nó cứ phải chở gì chị phải chán luôn cho tụi nó nằm á. Thương quá trời thương nè. Dĩ ai bồn. Đó thì đại chị Thư xuống thì em sẽ gỡ cái phần quà của cô chú Mạnh Thường Quân. Hả chị Thư, thì hôm nay em xuống đây á, em có mấy phần quà mà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho em để mà mang xuống cho chị á. Thì hôm nay em xuống em gửi cho chị. Cảm ơn. Chào mừng lắm. Nói chung là dịch này ngay lúc đang dịch này chị nghỉ 21 ngày coi như là đứa nào. Thằng bông với thằng tuẩn phải không? Thằng bông với thằng tuẩn nè. Thở chút là đánh lộn với nhau à. Đợi em xíu đây em đọc tên. Đứa nào vậy? No. Cái thằng chó hú này tao ghét nó ghê. Tự nhiên thằng Dino đang đứng nó nhào ra nó giật Dino à. Quậy dữ vậy. Thì rất là cảm ơn những cô chú anh chị trong cái thời gian này, dịch bệnh này cũng dành một ít thời gian, dành một ít tấm lòng để mà yêu thương các bé. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Nhà thấy mấy bé không? Mưa gió, có chỗ ăn, chỗ ở thì nó rất là thoải mái, nó cũng có sức khỏe nhiều. Thì chắc em đọc luôn ha chị Thư ha. Thì đầu tiên là có cô Nguyễn Thiện Hoa, cô gửi cho chị là 400.000. Chị Thí Kiều Hồ gửi cho anh Thí Lê á, rồi anh Thí Lê gửi cho em là 200 đô. Thì em nhận được, em đổi ra giùm chị luôn là 4.650.000. Chị Ngọc Nguyễn gửi qua PayPal cho em 202 lần, mỗi lần là 200 đô. Thì tổng cộng em nhận được là 200 đô là 4.450.000 mà 2 lần vậy luôn nha, có nghĩa là 400 đô đó. Rồi một cô giấu tên ở Mỹ gửi cho chị là 4.650.000 đó. Thì tổng cộng em nhận được tổng số tiền luôn á là 18.600.000. Trời ơi xúc động. Nói chung là cô chú cũng biết cái quá trình dịch vậy đó cũng rất là khó khăn á. Mỗi chạm một ít. Thì đây em gửi cho chị nè.
18.600.000. Dạy quá chị ơi. Nè, nè chị Thư điếm giùm em để đi. Để ra đi cho má có gạo rồi con ơi. Có gạo rồi con ơi. Trời ơi nó bu vậy đó. Nè đứng dậy cho mẹ điếm chắc tiền ra nè. Ra đi cái thằng tàu tồ nó xuống là té luôn bây giờ á. Thôi đầu thóc. Nè điếm cho em lại cái đủ nha. Tại nãy em bỏ vô cái bóp không biết nó có rớt tờ nào ra không á. Điếm lại cho em đi. 18.600.000. Nổi gà. Hả? Nổi da gà. Chị điếm lại giúp em đi. Cứ điếm từ từ thì nếu mà thiếu thì em gọi. Tại nãy em bỏ đây nằm biết nó còn sót tờ nào không. À, cả nhà coi các bé nè. Dễ thương ha. Đó. Nghe có gạo cái là bu vậy đó. Đủ rồi chị. Đủ chưa? Ok chị. Rồi chị Thư có bây giờ cảm nghĩ của chị Thư bây giờ trong lúc cái này như thế nào, chị Thư có thể chia sẻ cho cô chú nghe không? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho giúp đỡ cho nhà em, nhà con qua cái đợt này. Nói chung là mừng lắm, giờ cũng không biết nói gì, lúc mỗi lúc nào mà đang mà có mà cần á thì là được sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người. Chị cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn. Dạ. Thương quá xúc động quá khóc. Để lo cho mấy nhỏ, vậy lúc nãy cũng nói á là tụi nó bệnh đang gửi hai đứa với thú y mà đang bị kẹt dịch á không có xuống được. Dạ. Là phải lưu chuồng lại mình hả chị? Một ngày là nhiêu tiền chị? Một ngày 220. 220 hả? Một ngày 220 một đứa hay là một hai đứa? Hai đứa là 440. Có giấy của bác sĩ. Thật ra nói chung cái đó là lỗi của mình, người ta cũng không muốn nữa, giờ đâu có đi tới đi lui mà lỡ có gì mà bị bế đi luôn là nguyên đám này không biết sao. Đúng rồi. Thì có sợ mà có bị phong tỏa thì ở nhà với tụi nó chứ cũng ấy ngầm mấy lúc còn bị nghỉ làm nữa. Dạ. Nghỉ cho tới khi một đi làm chứ lỡ nghỉ mấy gì lo luôn. Cái đang rầu mà giống như là có ông bụt xuất hiện được cái mọi người xuất hiện cái trời đỡ qua được cái mùa về kéo gạo về. Nói chung mà dịch này cũng không biết là nó khi nào nó kết thúc nữa. Giờ thì thất nghiệp luôn. À, mấy nay cũng đã bệnh rồi, có dám nói bệnh đâu. Thật đừng có sợ, chị bị cảm trời mưa nè, chị đang biết đứng rồi. Nắng tụi nó thì sờ số mà đâu có dám đi nói lỡ cái gì vậy con. Cảm ơn chú Di nha. Chú Di đến mọi người đến đúng lúc. Mọi người đến đúng lúc với nha. Trời ơi trời ơi nó kìa. Cái thằng này thiệt tình á, nó vậy đó, nó chơi vậy đó. Nó chơi nó mất dạy thiệt luôn á. Đó cả nhà. Thì chắc em cũng tao xin lụng gáo à. Kết thúc cái video tại đây nha. Thì em sẽ cố gắng cập nhật tình hình của các bé ở trạm Chị Thư cho cả nhà xem. Nếu mà có dịp gần nhất em xuống. Tại giờ dịch bệnh nó cũng đang rất là căng, cũng không dám di chuyển nhiều. Đó. Rồi. Dạ. Thôi chào chị Thư nha. Cảm ơn gì? Cảm ơn mọi người. Rồi, cái nó kìa. Chơi trò nó đó.